is all about. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Gala ở Zurich, Thụy Sĩ, Roger Federer đã dành những lời có cánh đến bà xã Mika Babrinek. Mika là người mẹ tốt nhất, người vợ tốt nhất mà tôi biết. Cô ấy là một chỗ dựa to lớn, là một người vợ tuyệt vời. Trong suốt sự nghiệp lâu dài của tôi, cô ấy luôn người đứng phía sau thành công của tôi. Khi được hỏi về cuộc sống của mình sau khi giải nghề, Federer tiết lộ rằng có thể anh sẽ định cư ở quê nhà Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới. Và tôi luôn biết rằng một ngày nào đó, sau khi tôi kết thúc sự nghiệp quần vợt, tôi sẽ sống ở đây mãi. Sau khi quyết định rút lui khỏi Úc mở rộng 2021, tàu tốc hành hiện đang tập luyện miệt mài tại Dubai để chuẩn bị cho màn tái xuất. Dự kiến, huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ thông báo lịch thi đấu năm nay vào đầu tháng 2. Nhiều khả năng, giải đấu đầu tiên mà Fed góp mặt là ATP 500 ở Dubai vào trung tuần tháng 3. Chia sẻ trên The Sun, Evander Holyfield tiết lộ đang đàm phán với đội ngũ của Mike Tyson khi màn so găng lần thứ 3 giữa cả hai. Điều tôi có thể tiết lộ với bạn là đội ngũ của tôi đang trao đổi với bên Tyson. Vì vậy, tôi đang chờ quyết định sau cùng. Hai bên đang liên hệ với nhau ở thời điểm hiện tại. Tôi vẫn đang tập luyện cho trận đấu này. Tôi biết một ngày nào đó nó sẽ xảy ra và tôi sẵn sàng cho Tyson. Dù cả hai đều đã vượt ngưỡng 50 tuổi, song Evander Holyfield tự tin trận chiến sắp tới vẫn sẽ thu hút được khoản doanh thu khổng lồ. Dự kiến, toàn bộ số tiền kiếm được từ trận đấu sẽ được quyên góp cho công tác từ thiện. Quan điểm của tôi là bạn luôn luôn giúp đỡ người khác. Tôi cố gắng truyền lại lòng tốt mà bản thân mình được truyền lại. Khi có cơ hội, tôi muốn tận dụng tốt nhất những gì mình có. Tôi tin rằng, nếu đối với Mike, trận chiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 200 triệu đô. UFC sẽ mở màn năm mới 2021 bằng sự kiện UFC 257 tại Abu Dhabi vào ngày 24 tháng 1 tới đây. Tâm điểm của sự kiện là trận đấu giữa Conor McGregor và Dustin Poirier. Ở lần đụng độ cách đây 3 năm, McGregor đã giành chiến thắng TKO chỉ sau hơn 1 phút rưỡi. Chia sẻ trước thêm trận đấu, gã điên tự tin sẽ tái lập kịch bản ở UFC 178, thậm chí dứt điểm trận đấu sớm hơn. Tôi thích Dustin, cô ấy là một võ sĩ xuất sắc, tuyệt vời, song vẫn dưới trình của tôi. Tôi sẽ hạ gục cô ấy trong vòng 60 giây. Cuộc đối đầu với Dustin Poirier sắp tới là trận đấu đầu tiên của Conor McGregor kể từ sau chiến thắng trong 40 giây trước Donald Cerrone hồi tháng 1 năm ngoái. Tiết lộ trên The National, quản lý của gã điên cho biết cựu vương UFC đang sở hữu ngoại hình đỉnh nhất trong gần một thập kỷ qua. Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến Olympic Tokyo 2020 phải dời sang năm 2021. Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại nước chủ nhà đang trở nên rất phức tạp với số ca mắc mới không ngừng gia tăng. Nhật Bản sắp chạm mốc 300.000 ca nhiễm Covid-19. Diễn biến khó lường của đại dịch khiến kỳ Olympic Tokyo đứng trước nguy cơ tiếp tục bị hoãn hoặc hủy bỏ một lần nữa. Một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy 35,3% những người được hỏi kêu gọi hủy bỏ kỳ Thế vận hội năm nay và 44,8% ủng hộ việc hoãn sự kiện. Trong khi đó, Weekly True cho biết chính phủ Nhật Bản có thể quyết định hoãn Olympic Tokyo và xin đăng cai lại vào năm 2032. Olympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm nay. Trước đó, các nhà tổ chức từng khẳng định rằng ngày hội thể thao lớn nhất thế giới sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn nếu không thể diễn ra trong năm nay. Góp mặt trong đội hình chính thức của T1 tại LCK mùa xuân 2021, thế nhưng suất đánh chính của Faker đang bị đặt dấu hỏi. Theo đó, Quý Vương đã vắng bóng ở các buổi tập của T1 trong 2 tuần qua. Thay vào đó, Faker dùng thời gian chủ yếu để livestream đánh rank. Kuro, cựu tuyển thủ của Rocks Tigers, cũng tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến Faker đánh rank thay vì tập luyện trước thềm mùa giải mới. Tại sao lại gặp High on Bush ở đây vậy? Không phải chứ, đúng là cô ấy đang phải tập luyện mới đúng. Thắc mắc của Kuro càng khiến người hâm mộ lo sợ viễn cảnh. Faker, tuyển thủ vĩ đại nhất liên minh huyền thoại, chỉ đóng vai trò dự bị ở mùa giải năm nay. Theo lịch thi đấu, T1 sẽ chạm trán lần lượt Hanwha Live vào ngày 13 tháng 1 và Daemon vào ngày 15 tháng 1. Đảng Dota 2 Việt Nam vừa hứng chịu mất mát cực lớn khi game thủ kỳ cựu Nguyễn Minh Nhân, Liz, qua đời ở tuổi 33. Theo Magical, quản lý của team 496 Gaming cho biết, Liz qua đời vì bệnh viêm phổi. Liz được xem là anh cả của làng Dota 2 Việt Nam. Thời kỳ đỉnh cao của anh gắn liền với First VN, Spirit Gaming và đặc biệt là Access Gaming, cùng vai trò đội trưởng với vị trí support số 4. Với vị tướng sở trường IO, Liz đã gieo rắc nỗi kinh hoàng ở cả đội trường trong nước và khu vực, dẫn dắt Ace Gaming vươn tới vị trí 22 thế giới trên bảng xếp hạng của Gosu Gamers. Anh từng vô địch NVDA Dota 2 Việt Nam Tournament mùa 2, VECL 2014 và giành huy chương đồng tại MPGL 2014
giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.